Chào Khang, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập phần ứng dụng tích phân ha. Trước tiên chúng ta sẽ ôn tập về phần là lý thuyết. Về ứng dụng tích phân thì chúng ta sẽ có hai phần. Một là dùng để tính diện tích hình phẳng và thứ hai là dùng để tính thể tích của vật thể. Trước tiên chúng ta sẽ nói về là phần diện tích hình phẳng. Diện tích hình phẳng thì chúng ta sẽ có hai loại. Ta sẽ chia làm hai loại. Loại thứ nhất đó là em sẽ quan sát hình. Rồi, loại thứ nhất là chúng ta sẽ là giới hạn cái hình phẳng, giới hạn bởi một cái đường cong y bằng fx. Em thấy đây đường y bằng fx, trục quanh trục hữu x của chúng ta, đường thẳng x bằng a và x bằng b. Thì bốn cái đường này các em sẽ thấy nó sẽ tạo thành một cái hình phẳng, cái phần mà thầy gạch sọc ở đây. Đây là cái phần hình phẳng giới hạn bởi bốn cái đường này. Thì lúc này cái phần hình phẳng này chúng ta sẽ được tính bằng cái công thức diện tích S sẽ bằng tích phân chạy từ A cho đến B, từ A cho đến B, và trị tuyệt đối của fx dx. Đó là chúng ta sẽ có được cái đường cong, có được là cái trục quanh, có được thêm hai đường này nữa. Tức là nếu trong đề bài người ta đã cho mình sẵn hai cái cận A và B, hai cái đường x bằng A và B này rồi, thì chúng ta sẽ chỉ việc gắp vào công thức và chúng ta tính thôi. Còn nếu mà người ta sẽ chưa cho mình hai cái đường này thì lúc đó chúng ta sẽ phải đi tìm. Ví dụ như ở đây, cái hình thứ hai thì ở trong bài này người ta kêu các em là đi tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi cái đường là y bằng fx và trục quanh thôi. Người ta sẽ không có nói là cần hai cái đường là thẳng nào hết, hai đường thẳng x bằng a và x bằng b, người ta không nhắc đến. Thì lúc này các em sẽ thấy được rằng là chúng ta phải đi nhìn cái phần diện tích hình phẳng này, thì hai cái đường giới hạn đó là x bằng a ở đây, x bằng b ở đây, nó chính là cái phần là giao điểm của cái đường y bằng fx với cái trục quanh của chúng ta. Như vậy thì muốn tìm được cái thằng a và thằng b này, chúng ta sẽ chỉ việc đi giải cái phương trình hoành độ giao điểm. Chúng ta sẽ cho là fx này bằng không, đây là đường là trục quanh chúng ta chính là đường y bằng không, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ là cho giải phương trình hoành độ giao điểm fx bằng không, giải ra. Nếu mà chúng ta sẽ có ba nghiệm trở lên thì lúc này các em sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ lấy từ cái nghiệm nhỏ nhất cho đến cái nghiệm là nghiệm lớn nhất của chúng ta. Được chưa nào? Như vậy lúc đó cái diện tích hình phẳng chúng ta nó sẽ bằng là tích phân chạy từ a cho đến b trị tuyệt đối của fx dx. Nên nào? Và lúc này chúng ta sẽ tách nó ra làm hai phần. Các em sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ có thêm một nghiệm nữa, đó là nghiệm c ở đây. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được là trên cái khoảng từ a cho đến c thì cái phần là đồ thị có hàm y bằng fx nó nằm ở phía trên trục quanh, do đó là cái fx của chúng ta nó sẽ là dương. Do đó khi phá tuyệt đối ở trên cái khoảng từ a cho đến c thì nó sẽ là không có dấu trừ ở phía trước. Được không? Còn trên cái khoảng là từ c cho đến là b thì các em thấy là cái đồ thị của hàm số y bằng fx nó nằm ở phía dưới trục quanh, do đó là fx của chúng ta âm. Do đó khi phá cái trị tuyệt đối này ra thì chúng ta sẽ phải có dấu trừ ở phía trước. Được không? Như vậy thì chúng ta phải sử dụng cái tính chất chèn cận, tức là tích phân chạy từ a cho đến b của là trị tuyệt đối fx dx, chúng ta sẽ tách nó ra thành là tích phân chạy từ a cho đến là c của là trị tuyệt đối fx dx cộng cho tích phân từ c cho đến b của trị tuyệt đối của fx dx. Nên nào? Rồi lúc đó chúng ta sẽ là phá trị tuyệt đối ra ngay cái chỗ từ a đến c thì nó là dương, do đó là chúng ta phá ra bình thường. Còn từ c cho đến b phá ra chúng ta sẽ là có dấu trừ ở phía trước. Nên nào? Thì hiển nhiên nếu mà chúng ta sẽ có một cái hàm sẵn rồi và AB có rồi thì khi mà chúng ta thấy vào công thức này, chúng ta bấm máy là nó đã ra được luôn rồi. Nhưng mà nhiều khi người ta sẽ trong đề người ta sẽ hỏi về cái phần là phá tuyệt đối giống như thế này, do đó chúng ta cũng phải hiểu được hết vấn đề chúng ta ở đây. Đó là dạng thứ nhất. Như vậy là thầy nhắc lại, dạng thứ nhất là tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi bốn cái đường ha, y bằng fx, y bằng không, x bằng a và x bằng b. Nếu người ta chưa cho mình cái x bằng a, x bằng b thì chúng ta phải đi tìm cái hai cái cận đó, tức là chúng ta sẽ phải là giải cái phương trình hoành độ giao điểm để chúng ta đi tìm cái hai cái cận này. Điều nào? Đó là loại thứ nhất. Rồi chúng ta sang tiếp cái loại thứ hai. Loại thứ hai của chúng ta đó là giới hạn bởi hai đường.
Thứ nhất là một cái đường y bằng fx đường này. Thứ hai là cái đường là y bằng gx. Rồi tiếp đến là x bằng a và x bằng b. Đây cái phần mà thầy gạch xóc ở đây, đó là cái phần là hình phẳng giới hạn bởi bốn cái đường đó. Như vậy là diện tích của cái hình phẳng này chúng ta sẽ được tính bằng cái công thức, đó là tích phân chạy từ a cho đến b trị tuyệt đối của fx trừ cho gx dx. Rồi cũng tương tự như lúc nãy, đó là nếu mà người ta chưa có cho mình cái cận AB, tức là chưa cho hai cái đường thẳng là x bằng a và x bằng b, thì lúc này chúng ta sẽ phải đi giải cái phương trình hoành độ giao điểm. Và lúc này phương trình hoành độ giao điểm chúng ta là fx bằng với là gx. Đây nè, tức là lúc này chúng ta sẽ phải tìm giao điểm của hàng này. Rồi, ví dụ ở đây nó cũng có được là ba cái giao điểm như thế này, thì chúng ta cũng lấy từ cái cận nhỏ nhất cho đến cái cận là lớn nhất. Nào, như vậy thì cái diện tích hình phẳng này nó sẽ bằng là tích phân chạy từ a cho đến b của là trị tuyệt đối của fx trừ cho gx. Thì tương tự lúc nãy thì chúng ta phải biết, chúng ta sẽ tách nó ra làm hai là từ a cho đến là c và từ c cho đến b. Nhưng mà chúng ta phải biết được là cái fx trừ cho gx trên cái khoảng từ a đến c này nè là nó mang dấu cộng hay là dấu trừ. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ làm sao để biết đây? Thì chúng ta sẽ nhìn vào đây, trên khoảng từ A đến C thì chúng ta thấy được rằng là cái thằng là đây, cái đường này, cái đường này là của cái hàm là y bằng fx, nó nằm ở phía trên đúng không? Cái đồ thị của nó nằm ở phía trên của cái thằng là y bằng gx. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được là fx sẽ là lớn hơn gx. Dễ dàng chúng ta sẽ tìm được thôi. Các em sẽ kẻ một cái đường vuông góc với trục ox, kẻ xuống thì lúc này nó sẽ là cắt cái đường thẳng nào trước thì thằng đó là thằng nằm ở trên, do đó là thằng đó nó sẽ lớn hơn. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có được cái thằng là y bằng fx nó sẽ lớn hơn trên cái khoảng này. Như vậy là fx trừ cho gx nó sẽ lớn hơn 0 trên cái khoảng là từ 0, từ a cho đến là c. Còn trên cái khoảng từ c đến b thì các em thấy là cái đường gx nó lại nằm ở phía trên, cái đường fx nó nằm ở phía dưới. Theo nào? Chúng ta kẻ một cái đường thẳng xuống thì lúc đó nó cắt cái trục, kẻ cắt cái đường là y bằng là gx trước. Như vậy thì lúc này là trên cái khoảng này thì fx trừ cho gx nó sẽ là nhỏ hơn 0. Rồi, cái này chúng ta sẽ sử dụng tính chất tràn cận, ta tách ra trước là từ a cho đến c, rồi cộng cho từ c cho đến là b. Được không? Rồi, lúc này chúng ta sẽ có được từ a đến c nó là dương, do đó chúng ta sẽ phá tuyệt đối bình thường. Còn từ c đến b thì cái thằng này nó âm, do đó phá tuyệt đối nó sẽ mang dấu trừ. Được không? Và hiển nhiên là khi chúng ta giải trực tiếp thì lúc này nếu fx và gx có sẵn rồi thì chúng ta gáp vào đây và chúng ta bấm máy luôn cái tích phân này để chúng ta sẽ là có được kết quả. Rồi thêm một cái nữa, đó là nếu mà trên cái khoảng từ a đến c này các em thấy là cái fx trừ cho gx của chúng ta nó không có còn một cái nghiệm nào nằm trong khoảng này nữa hết, tại vì nó chỉ có ba nghiệm thôi, đó là a, b, c. Như vậy từ a đến c này nó không còn một nghiệm nào nữa hết. Như vậy thì lúc này cái chuyện đó này thì hoàn toàn có thể bung nó ra bên ngoài, đúng không nào? Đem cái tuyệt đối ra bên ngoài, phá tuyệt đối luôn. Thằng này cũng vậy, chúng ta phá tuyệt ra bên ngoài này thì lúc đó chúng ta sẽ không cần quan tâm đến là dấu của nó nữa, không cần quan tâm là trên khoảng này là dấu của nó là âm hay dương nữa, mà chúng ta chỉ việc là phá cái tuyệt đối để đem cái tuyệt đối ra bên ngoài là xong, đúng không nào? Đó là cái loại thứ hai, đúng không nào? Diện tích hình phẳng thì nó chỉ có hai loại thôi, một là giới hạn bởi một cái đường y bằng fx và trục hoành x bằng a, x bằng b. Rồi một cái loại thứ hai đó là giới hạn bởi hai đường y bằng fx thì và y bằng gx, x bằng a, x bằng b. Nó chỉ khác nhau ở cái thằng thứ hai thôi mới đó. Tức là lúc này chúng ta sẽ có được là cái loại một, đó là chỗ này là y bằng 0, còn đây là y bằng là gx, giới hạn bởi hai đường. Rồi tiếp theo chúng ta sang là cái phần thứ hai của cái phần ứng dụng tích phân, đó là tính thể tích. Tính thể tích thì chúng ta cũng có hai phần. Phần thứ nhất đó là thể tích của vật thể, của một vật thể. Ví dụ như ở đây thì sẽ có một cái vật thể giống như thế này. Rồi thì sẽ cắt cái vật thể này bằng hai cái mặt phẳng, một cái mặt phẳng, hai mặt phẳng này nó vuông góc với cái trục là OX của chúng ta. Một cái mặt phẳng là ngay chỗ là x bằng a. Và một cái mặt phẳng ngay tại là x bằng b. Rồi, và chúng ta sẽ cắt thêm cái vật thể này bằng một cái mặt phẳng bất kỳ nữa. Rồi, cũng vuông góc với trục OX trong cái khoảng từ A đến B này.
Thì lúc này chúng ta sẽ có cắt thằng này ngay tại cái điểm có hoành độ là x. Thì cái này là cái thiết diện. Thiết diện tức là chúng ta sẽ cắt cái vật thể này bằng một mặt phẳng đó, thì nó sẽ tạo ra một cái đường gì, một cái hình gì. Ví dụ như ở đây nó sẽ ra một cái hình tròn, hoặc là nó có thể ra được một cái hình vuông, hoặc là nó ra được một cái hình chữ nhật. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái thiết diện của nó. Và thiết diện này chúng ta sẽ đi tính cái diện tích của nó theo cái x này, theo cái hoành độ x này. Ví dụ là chúng ta sẽ gọi nó là cái diện tích đó là Sx. Thì cái thể tích của cái vật thể này chúng ta sẽ tính bằng cái công thức đó là V sẽ bằng tích phân chạy từ A cho đến B của cái phần là diện tích của thiết diện, tức là Sx dx. Đây là phần thứ nhất, đó là thể tích của một cái vật thể. Lúc này các em sẽ phân biệt này với một cái thằng thứ hai ha. Thằng này đó là nó là có một cái vật thể và chúng ta cắt nó bởi hai cái mặt phẳng, giới hạn nó bởi hai mặt phẳng là vuông góc với trục Ox. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt bằng một phần bất kỳ nữa trong cái khoảng từ A đến B này, và chúng ta sẽ tạo được một cái thiết diện, và thiết diện đó sẽ có diện tích là Sx. Thì chúng ta sẽ dựa vào công thức này. Rồi cái dạng thứ hai của phần thể tích đó là thể tích của một cái vật thể tròn xoay. Đó là chúng ta sẽ dùng một cái hình phẳng để chúng ta sẽ xoay nó và tạo thành một cái vật thể tròn xoay. Rồi, ở đây đầu tiên chúng ta sẽ có một cái đường y bằng fx. Rồi, và chúng ta sẽ có được là cái phần giới hạn bởi y bằng fx này, trục hoành, cái phần hình phẳng giống như hồi nãy á. Và cái đường x bằng a, x bằng b, nó sẽ tạo thành cái hình phẳng, cái phần mà thầy gạch gạch này. Sau đó thầy mới dùng cái hình phẳng này, thầy mới xoay nó xung quanh cái trục là trục Ox. Thì lúc đó thầy sẽ tạo nên được một cái vật thể giống như thế này. Thì cái vật thể này được gọi là vật thể tròn xoay, xoay xung quanh trục Ox. Thì lúc này cái nguyên cái vật thể này của chúng ta sẽ, cái thể tích của nó sẽ được tính bằng công thức đó là pi tích phân chạy từ A cho đến B của Fx bình phương dx. Vậy các em phân biệt giữa hai cái trường hợp ha. Trường hợp ở trên là thể tích của một cái vật thể, ở đây là vật thể bất kỳ thôi, vật thể như thế nào cũng được, nhưng mà chúng ta chỉ cần là cắt nó, giới hạn nó bởi hai cái mặt phẳng vuông góc với trục Ox, và chúng ta sẽ có được cái diện tích của cái thiết diện. Còn hàng ở phía dưới này là chúng ta sẽ có một cái hình phẳng trước, một cái hình phẳng giới hạn bởi bốn cái đường giống như là ở phần diện tích hình phẳng, đó là y bằng fx, y bằng 0 và x bằng a, x bằng b. Rồi lấy cái hình phẳng đó quay xung quanh trục Ox thì chúng ta sẽ ra được cái vật thể này. Thì ra vật thể đó được gọi là vật thể tròn xoay, thì nó sẽ được tính theo công thức này. Được nè, tức là chúng ta sẽ phân biệt giữa là hai cái cách, hai cái trường hợp để chúng ta sử dụng công thức nào cho nó đúng. Rồi, đó là những cái gì về phần lý thuyết mà thầy cần nhắc lại cho mấy đứa. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào giải các cái câu hỏi ở trong cái phần là bài tập trắc nghiệm ha. Rồi. Đây cũng đều là những câu hỏi thầy lấy từ ở trong các cái đề minh họa hoặc là đề thi chính thức của bộ. Rồi, đầu tiên, câu đầu tiên các em thấy câu này rất là dễ ha, người ta hỏi về cái phần là lý thuyết thôi, hỏi về công thức thể tích, và ở đây là thể tích của cái khối tròn xoay. Đây là khối tròn xoay và chúng ta có đường y bằng fx, trục Ox tức là y bằng 0 và hai đường thẳng x bằng a bằng b. Như vậy chúng ta áp dụng công thức nào nè? Ta sẽ áp dụng công thức đó là pi tích phân chạy từ a cho đến b của là fx bình phương dx. Chúng ta sử dụng công thức thứ hai hồi nãy, đúng không nào? Rồi, chúng ta sử dụng cái công thức thứ hai. Như vậy chúng ta sẽ có được đáp án chúng ta là đáp án A. Rồi, tiếp theo câu 55. Rồi, câu 55 thì nó giống hệt với câu 54 thôi, nhưng mà cái cách cho của chúng ta là khác thôi. Ở đây người ta sẽ cho mình một cái D là hình phẳng giới hạn cũng bởi bốn cái đường đó. Rồi sau đó người ta quay cái hình phẳng đó quanh trục Ox. Thì lúc đó là chúng ta sẽ cũng có công thức giống như vậy thôi. Nên là chúng ta cũng có được đáp án là đáp án A. Đây nè. Như vậy câu 54 và 55 thì nó thực sự là giống nhau ha, của hai năm. Rồi câu 56. Các em nhìn câu 56. Câu 56 thì nó kêu mình là tính diện tích hình phẳng. Đúng không? Diện tích hình phẳng. Ở đây chúng ta coi coi loại 1 hay là loại 2 đây. Giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trừ cho x và đồ thị hàm số y bằng x trừ cho x bình.
Như vậy nó là loại 1 hay loại 2 nè? Loại 2 đúng không? Tức là ở đây chúng ta có hai đường y bằng fx và y bằng gx, đúng không? Và lúc này ở đây đề nó chưa cho mình cái cận AB, đúng không? Chưa cho hai đường thẳng x bằng a bằng b. Như vậy chúng ta phải trước tiên chúng ta phải đi tìm cái cận AB đó bằng cách là chúng ta giải cái phương trình hoành độ giao điểm cho x mũ 3 trừ cho x sẽ bằng với x trừ cho x bình, và giải phương trình nó ra tìm được nghiệm. Nó cũng giải. Rồi, ở đây thầy sẽ cho là x mũ 3 trừ cho x sẽ bằng với là x trừ cho là x bình. Lúc này chúng ta sẽ có được là, thầy chuyển vế qua, chỗ này là x bình, thầy chuyển quanh đây, x mũ 3 giữ nguyên nè, x bình thầy chuyển qua đây thành là cộng cho x bình. Đây là trừ x bình, chuyển qua thành cộng x bình. X chuyển qua thành là trừ x, trừ x với trừ x có sẵn ở đây nữa thì chúng ta sẽ thành là trừ 2x bằng 0. Rồi đến đây các em có thể là bấm máy, giải phương trình bậc 3. Thì lúc này chúng ta sẽ ra được ba nghiệm là x bằng 0, x bằng 1 và x bằng trừ 2. Như vậy cái diện tích hình phẳng của chúng ta thì chúng ta sẽ lấy từ cái cận nhỏ nhất cho đến cái thằng là lớn nhất là đến 1. Rồi, diện tích hình phẳng của chúng ta sẽ bằng là tích phân chạy từ trừ 1, xin lỗi, trừ 2 cho đến là 1, cận từ nhỏ nhất cho đến là lớn nhất của trị tuyệt đối của fx dx. Thế nào? À, xin lỗi, fx trừ cho gx dx. Và lúc này chúng ta sẽ lấy hai cái này, lấy này trừ cho này thì nó cũng chính là, chúng ta chuyển vế qua nè, là fx trừ gx nè, đúng không? Vậy nó cũng chính là thằng này luôn nè. Vậy chúng ta chỉ việc là gáp vô. Rồi, đến đây nếu mà muốn mà giải tự theo cách tự luận thì các em sẽ tách nó ra làm hai, thành là tích phân chạy từ trừ 2 cho đến là 0 cộng cho tích phân từ 0 cho đến 1, và chúng ta sẽ xét dấu và chúng ta sẽ phá tuyệt đối. Còn nhanh hơn giải trắc nghiệm thì chúng ta sẽ chỉ việc bấm máy nguyên cái tích phân này, trị tuyệt đối chính là cái ABS ở trên cái máy tính chúng ta đó ha, thì nó sẽ bằng là 37/12. Vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án A. Đây nè, vậy là chúng ta xong được câu số 50-56. Rồi, tiếp theo câu số 57. Chỗ nào không hiểu thì có thể là thao lại coi lại, hoặc là có thể là lưu ý lại để có thể là hỏi thầy ha. Câu 57 thì cũng khá là dễ đúng không? Đây là diện tích hình phẳng giới hạn bởi, ở đây là bốn đường, ta cho mình bốn đường luôn rồi, y bằng là e mũ x, y bằng 0, x bằng là 0 và x bằng là 2. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ áp dụng công thức, đây là tích diện tích hình phẳng và loại 1. Như vậy là bởi một cái đường y bằng fx và y bằng 0, y bằng a bằng b cho sẵn hết rồi, chúng ta chỉ việc áp vào thôi. Như vậy nó chính là tích phân chạy từ là a cho đến b của là trị tuyệt đối của e mũ x dx. Nhưng mà ở đây nó không có trị tuyệt đối, lý do là e mũ x của ta thì luôn luôn dương, do đó phá tuyệt đối thì nó sẽ là không có thêm dấu trừ gì hết, phá tuyệt đối bình thường. Được không? Như vậy lúc đó chúng ta sẽ có được là tích phân chạy từ 0 cho đến là 2 của e mũ x dx. Chúng ta chọn đáp án là đáp án B. Chúng ta cùng coi bài giải. Đó, diện tích hình phẳng cần tìm của chúng ta đó là tích phân chạy từ 0 đến 2 của trị tuyệt đối của e mũ x dx, và trị tuyệt đối e mũ x chúng ta thì luôn luôn dương, do đó chúng ta sẽ có được là tích phân từ 0 cho đến 2 của là e mũ x dx, nên chúng ta sẽ giải thích. Như vậy chúng ta sẽ giải xong câu 57, chúng ta chọn đáp án là B. Đây, câu 58 cũng hoàn toàn tương tự ha, nhưng mà lúc này người ta sẽ hỏi về là thể tích. Đây là cho hình phẳng giới hạn bởi bốn đường y bằng là x bình cộng cho 3, y bằng 0, x bằng 0 và y bằng 2. Và bây giờ chúng ta đi tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi chúng ta quay cái hình phẳng là h đó quanh cái trục là trục OX, quanh trục quanh. Như vậy đây là cái thể tích, và chúng ta sử dụng cái công thức thứ hai của phần thể tích hồi nãy, đúng không nào? Đó là bi tích phân chạy từ a cho đến b của fx bình phương dx, và fx của chúng ta là x bình cộng cho 3. Như vậy chúng ta sẽ có được là
tích phân chạy bi, tích phân chạy từ 0 cho đến là 2 của là x bình phương cộng cho 3 bình phương để x. Rồi, chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án A. Rồi, câu số 50-59. Câu 59 thì hoàn toàn tương tự, đúng không nè? Rồi, này chúng ta coi bài giải luôn thôi. Rồi, chúng ta sẽ có được là thằng này nó là Fx. Đây là các cái đề, mã đề khác nhau của cùng một năm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, do đó là người ta chỉ đổi số thôi. Rồi, chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án A. Rồi, câu số 60. Những câu giống nhau này sẽ đi nhanh ha. Câu số 60 thì tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi, này giống câu hồi nãy, đó là chúng ta sẽ có được là 2 mũ x. Rồi, chúng ta sẽ có được là tích phân chạy từ 0 cho đến 2 của là trị tuyệt đối của 2 mũ x dx, và 2 mũ x thì luôn luôn dương, cho đó chúng ta sẽ có ngay được là cái đáp án chúng ta là đáp án A, đúng không? Rồi, ta có được đáp án A. Rồi, chúng ta đã giải xong câu 60. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ sang câu 60-61. Rồi, câu 61 người ta sẽ cho mình cái hình này, và người ta đặt A là tích phân chạy từ trừ 1 cho đến 0 của fx dx, và B là tích phân chạy từ 0 cho đến 2 của fx dx. Rồi, cái hình em sẽ quan sát. Như vậy thì lúc này người ta kêu mình đi tính cái diện tích của cái hình phẳng này, diện tích của cái hình phẳng mà người ta đang được gặp này đây. Thì lúc này các em sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ tách nó ra làm hai cái tích phân này, là tích phân chạy từ cái diện tích này chúng ta tính bằng công thức, đó là tích phân chạy từ trừ 1 cho đến là 2 của là trị tuyệt đối của fx dx. Như vậy thì sẽ phá tuyệt đối nó ra, chúng ta sẽ thành nó là tích phân chạy từ trừ 1 cho đến là 0 và tích phân chạy từ 0 cho đến là 2. Và trên cái khoảng là từ trừ 1 cho đến 0 thì các em thấy là cái thằng y bằng fx của chúng ta, đồ thị của thằng y bằng fx, nó nằm ở phía dưới của trục hoành, do đó nó mang giá trị âm, do đó khi phá tuyệt đối nó sẽ mang dấu trừ, và cái phần là từ 0 cho đến 2 nó nằm phía trên trục hoành, do đó là chúng ta phá tuyệt đối thì nó mang dấu cộng. Nên là, như vậy thì lúc này là cái phần ở phía dưới nó chính là phần A, cái phần chạy từ trừ 1 cho đến là 0, như vậy này nó là phải có dấu trừ, như vậy thằng này nó sẽ trở thành là trừ A. Còn tích phân từ 0 cho đến 2 của là fx dx, đó là phá tuyệt đối, nó sẽ mang dấu cộng. Rồi, chúng ta cùng nhìn bài giải. Rồi, trên cái khoảng từ trừ 1 cho đến 0 thì fx sẽ âm, và trên cái khoảng là 0 cho đến 2 thì fx của chúng ta sẽ dương. Rồi, diện tích hình phẳng của chúng ta nó sẽ bằng tích phân chạy từ trừ 1 cho đến 2 trị tuyệt đối của fx dx, và chúng ta sẽ tách nó ra thành là từ trừ 1 cho đến 0 thì nó mang dấu trừ. Rồi, từ 0 cho đến 2 thì sẽ mang dấu cộng. Như vậy chỗ này là trừ A, chỗ này là B, như vậy chính là B trừ A. Chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án A. Rồi, câu 62. Câu 62 chúng ta sẽ có được là cái phần là người ta kêu mình đi tính cái diện tích cái phần gạch này, diện tích của hình phẳng phần này giới hạn bởi hai cái đường này. Thì lúc này các em sẽ thấy nó chính là tích phân chạy từ trừ 1, đây chính là loại 2 đúng không mấy đất? Đây là loại 2, đó là tích phân giới hạn bởi hai đường y bằng fx và y bằng gx. Như vậy thằng này nó sẽ là tích phân chạy từ trừ 1 cho đến là 2 trị tuyệt đối của fx trừ cho gx. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn phá tuyệt đối, ở đây các em nhìn thấy là các cái đáp án người ta cho thì không có tuyệt đối. Như vậy có nghĩa là người ta đã phá tuyệt đối rồi. Mà khi phá tuyệt đối mà lại là các em nhìn thấy bốn đáp án không có đáp án nào có dấu trừ hết. Như vậy có nghĩa là lúc này người ta đang là phá theo cách là cái biểu thức đó phải ra được là số dương. Đúng không? Fx trừ cho gx phải ra được số dương. Như vậy chúng ta lại coi phải coi coi hai cái biểu thức này, hai cái đồ thị này, đồ thị nào nằm trên.
đồ thị nào trên cái khoảng từ trừ 1 cho đến là 2 để chúng ta biết được là fx lấy nào trừ cho nào, lấy fx trừ cho gx hay là lấy gx trừ cho fx, đúng không nào? Như vậy thì các em thấy là trên cái khoảng từ trừ 1 cho đến là 2 thì chúng ta sẽ có được cái đường này nó nằm trên nè, đây nè, đây là cái đường là y bằng là trừ x mũ 3 cộng cho trừ x bình cộng cho 3, nó nằm ở phía trên. Còn cái đường này y bằng là x bình trừ cho 2x trừ 1 nó nằm ở phía dưới. Do đó là chúng ta sẽ có được là chúng ta phải lấy cái thằng này trừ cho thằng này để chúng ta sẽ ra được là dương, để phá tuyệt đối nó sẽ không có điểm dấu trừ. Được nào? Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ lấy này trừ cho này thì chúng ta sẽ ra được kết quả. Đây, các em sẽ thấy là trong cái khoảng là từ trừ 1 cho đến 2 thì đồ thị của hàm số là y sẽ bằng là trừ x bình cộng 3, nó nằm ở phía trên. Do đó là chúng ta sẽ có được là trừ x bình cộng cho 3 sẽ lớn hơn là x bình phương trừ cho 2x trừ cho 1 với mọi x thuộc vào khoảng này. Rồi, như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ lấy thằng này trừ cho thằng này thôi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp. Rồi, do đó chúng ta sẽ có được là tích phân, diện tích đó sẽ bằng là tích phân chạy từ trừ 1 cho đến là 2 của là x mũ x trừ x bình cộng cho 3 rồi trừ cho nguyên cái cụm là của cái gx hồi nãy. Như vậy thì lúc này chúng ta phải là bỏ dấu ngoặc qua thêm đổi dấu, như vậy thành là trừ x bình cộng cho 2x cộng cho 1 thì x. Rồi, này còn lại là trừ x bình. Này chúng ta sẽ đổi trừ. Đây là chúng ta sẽ là trừ x bình trừ thêm là x bình, đây nữa là trừ 2x bình, đúng không? Nên chúng ta phải có được là trừ 2x bình. Đúng rồi, chúng ta phải có được là trừ 2x bình ha. Đây, đang thiếu rồi đó. Đây, trừ x bình thì chỗ này nó sẽ là trừ 2x bình. Rồi, chúng ta mới là cộng cho là 2x, rồi này 3 cộng với 1 thành là 4, thì lúc đó chúng ta sẽ có được đáp án là đáp án D của chúng ta. Rồi, ta coi lại đây phải đáp án D được nha. Đây, đáp án D của chúng ta là trừ 2x bình cộng cho 2x cộng cho 4. Rồi, như vậy chúng ta sẽ giải quyết xong câu 62. Tiếp tục, chúng ta sẽ tiếp tục với câu 63. Phần nào khó hiểu thì các em sẽ là có thể là tua lại ha, hoặc là có thể là đánh dấu lại. Thì nữa hỏi nha. Câu 63 thì các em sẽ thấy được rằng là người ta kêu mình đi tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi cái đường này, trục hoành, trục tung và trục hoành. Như vậy các em thấy là lúc này là cái dạng này là dạng đây là tính thể tích vật thể, tính thể tích V của cái khối tròn xoay. Tính thể tích của khối tròn xoay chúng ta sẽ áp dụng thức thứ hai của phần thể tích. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đi tìm hai cái cận, thì ở đây chúng ta sẽ có trục tung. Trục tung của chúng ta thì là công thức cái phương trình của nó là x bằng 0, đúng không? Vậy chúng ta đã có được một cái cận là x bằng 0 rồi. Như vậy chúng ta sẽ cần tìm thêm một cái cận nữa. Thì lúc này chúng ta sẽ phải đi giải cái phương trình hoạch đều do điểm. Chúng ta cho này bằng với là 0, trục hoành là y bằng 0. Chúng ta giải phương trình này ra, tìm thêm một cận nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ có được hai cận. Chúng ta sẽ gắp vào công thức là xong. Rồi, trục tung chúng ta thì cái phương trình của nó là x bằng 0. Phương trình hoạch độ giao điểm chúng ta sẽ cho này bằng 0. Ở đây thì có được 2 thì lớn hơn 0 rồi. M của x chúng ta cũng lớn hơn 0 luôn rồi. Như vậy là nhân nguyên này nhân lại bằng 0. Chúng ta sẽ đem chia cho 2 nhân cho m của x. Thì lúc này chúng ta chỉ còn lại là x trừ 1 bằng 0. Thế nào? Do đó chúng ta giải ra thì x sẽ bằng 1. Như vậy chúng ta sẽ có được là cái cận sẽ là từ 0 cho đến 1 là gấp vào công thức ha. B tích phân từ A đến B của fx bình phương dx. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có được là B tích phân từ 0 cho đến 1. Rồi, của này bình phương là dx. Đến đây thì ở đây các em sẽ giải theo phương pháp tự lần cũng được, tức là chúng ta sẽ sử dụng đặc U DV. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là tích phân từng phần, nhưng mà nó khá là lâu. Như vậy thì các em chỉ việc là bấm máy thôi. Bấm máy thì nó không có ra được cái kết quả này. Nó ra là phẩy, đúng không? Nó ra phẩy mấy gì đó. Thì chúng ta cứ việc lấy cái đáp án đó, rồi chúng ta đem trừ cho các kết quả này.
đó nè, lấy đáp án rồi trừ cho kết quả. Kết quả nào bằng 0 chúng ta sẽ chọn thôi, chúng ta sẽ ra được kết quả. Và chúng ta sẽ giải quyết xong được câu 63. Rồi, tiếp tục chúng ta chọn được đáp án là đáp án D ha. Câu 64 thì người ta cho mình cũng giống vậy thôi ha, giống hệt hồi nãy thôi, giống hệt câu ở phía trên. Như vậy các em chỉ xem bài giải thôi. Này, ở đây thì lại người ta cho luôn cận hết trơn, cho luôn cận rồi, không có còn đi tìm cũng như mình đổi điểm gì hết, ghép vào công thức là xong. Nè, chúng ta cũng đi bấm cái tích phân này thôi, người ta được đáp án là D. Câu 65 cũng hoàn toàn tương tự luôn. Để lúc này ta ghép vào công thức. Rồi, em có thể coi bài giải nha. Nó hoàn toàn giống nhau, chỉ ghép vào công thức là xong. Ghép vào bấm máy. Câu 66 cũng tương tự luôn, giống vậy luôn. Rồi, ghép vào công thức luôn. Các em chép không kịp thì phao lại ha. Phao lại chúng ta sẽ có thể chép xong. Rồi chúng ta sẽ tiếp. Coi tiếp. Rồi, đây là đáp án của câu 66. Rồi, câu 67. Câu 67 chúng ta cũng giống vậy luôn, ta cũng coi đáp án luôn. Rồi, Câu 68. Rồi, câu 68 nó sẽ khác. Thầy sẽ dạy cho em câu 68. Đây, câu 68 thì người ta sẽ cho mình hai cái đường y sẽ bằng là căn 3 x bình, đây là một parabol, và một cái cung tròn có phương trình là y bằng căn của 4 trừ cho x bình. Đây, các em nhìn vào đây các em có biết cái nào là căn 3 x bình và cái nào là căn của là 4 trừ x bình không nào? Đồ thị của nào? Cái nào là đồ thị của căn y bằng căn 3 x bình và cái nào là đồ thị của y sẽ bằng căn của 4 trừ cho x bình? Rồi, suy nghĩ thử coi. Rồi, chúng ta suy nghĩ xong chưa? Ở đây chúng ta có được là đây là parabol, thì đây chính là parabol chúng ta, đúng không? Đây chính là căn 3 của x bình. Còn đây là cái cung tròn, thì đây chính là căn của là 4 trừ cho là x bình. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần đi tính cái diện tích. Ở đây người ta hỏi mình diện tích của cái phần là hình phẳng này. Để tính phần diện tích đó thì các em sẽ thấy chúng ta sẽ không có áp dụng được công thức nào hết, phải không? Đây là cái phần này, từ đây đến đây các em thấy là này nó chia làm hai, chúng ta chia nó làm hai thì từ 0 cho đến cái thằng này, cái thằng chúng ta chiếu xuống nè, thì nó sẽ là giới hạn bởi cái đường thứ nhất, đường parabol và trục quanh, đúng không? Còn cái thằng bên đây, từ đây cho đến đây thì nó lại là giới hạn bởi cái cung tròn và cái trục quanh, do đó bắt buộc ở đây chúng ta phải tách nó ra làm hai ha. Rồi, chúng ta cùng giải nha. Đây, phía dưới thì có giải hình lại cho các em. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có được là, cái này thầy giải thích hồi nãy rồi ha. Ở đây chúng ta sẽ có được này chiếu xuống, nó sẽ ra được là 1. Lý do tại sao? Chúng ta sẽ đi giải cái phương trình hoành độ giao điểm, trang này bằng với này, chúng ta sẽ tìm được cái nghiệm, đúng không nào? Cái giao điểm của nó. Đây, giải phương trình hoành độ giao điểm. Thì chúng ta cho hai này bằng nhau, bình phương hai vế lên, chúng ta sẽ ra được này. Rồi chuyển hết bàn vế. Đây là phương trình trùng phương. Các em sẽ giải phương trình trùng phương này bằng cách là bấm phương trình bậc 2, bấm giống như phương trình bậc 2 thôi, mod 53 và 31 trừ 4, thì nó sẽ ra được là hai nghiệm, đó là 1 và trừ 4/3, đúng không? Như vậy thì cái nghiệm trừ 4/3 thì lúc đó là x bình bằng trừ 4/3. Chúng ta bấm máy thì giống như là phương trình bậc 2, nhưng mà ra nghiệm thì ra nghiệm là x bình bằng chứ không phải là x bằng, đúng không nào? Tại chúng ta đặt t bằng x bình đó. Như vậy chúng ta có được là x bình bằng trừ 4/3 thì bị loại rồi, chỉ còn lại là x bình sẽ bằng 1. X bình bằng 1 thì x bằng cộng trừ 1. Như vậy các em sẽ hình dung là cái cung tròn này nè, nó sẽ cắt thêm bên đây một điểm nữa.
Như vậy chúng ta sẽ có được ngay chỗ này trừ 1. Như vậy là ngay chỗ phía bên đây nó sẽ là 1. Được không nào? Rồi, như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ là chúng ta sẽ đi tính cái diện tích hình phẳng thì sẽ bằng từ 0 cho đến là 1, tích phân từ 0 đến 1 của căn đây, parabol là căn của là 3 x bình. Tại sao ở đây thì không có chỉ tuyệt đối nè? Tại vì lúc này các em sẽ nhìn thấy là nó luôn luôn nằm ở phía trên của trục hoành. Đúng không? Do đó là tất cả nó đều là dương hết rồi. Do đó là thầy sẽ không cần phải chỉ tuyệt đối nữa. Phá chỉ tuyệt đối ra nó đều là nó cũng là dương thôi. Rồi. Từ và cộng cho cái tích phân từ 1 cho đến 2 của là căn 4 trừ cho x bình dx. Ha, chúng ta cho bấm máy này thôi. Ra được kết quả. Rồi ra được bấm máy ra kết quả sẽ trừ cho các cái đáp án phía trên này. Thằng nào ra được bằng 0 thì chúng ta sẽ chọn nó sẽ ra được đáp án là đáp án B. Được không? Rồi, đó là chúng ta sẽ giải xong câu 60-68. Tiếp theo, câu 69. Các em thấy là những câu rất là dễ cũng có, nhưng mà cũng có những câu là khó. Càng về sau thì là những cái câu cũng mới khó hơn nha. Rồi, các em sẽ thấy là chúng câu 69 này là cho mình cái hình thang cong H. Đây. Giới hạn bởi các đường y bằng m mũ x. Như vậy đường này chúng ta là đường là y bằng m mũ x. Y bằng 0 thì là trục hoành, x bằng 0 và x bằng log log của 4. Đây, x bằng 0 ở đây, y bằng log log của 4. Rồi, chúng ta sẽ có một cái đường thẳng x bằng k. Đây là k, đây là k ha, cái thằng nhỏ nhỏ này là k. Rồi nó sẽ chia này làm hai. Thằng này là x1 và thằng này nó là x2. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ đi tìm k để cho cái thằng x1, diện tích của x1 này nó sẽ bằng là 2 lần diện tích x2. Như vậy đơn giản là chúng ta sẽ đi tìm x1 bằng cái gì, x2 bằng cái gì và giải phương trình nó ra để tìm k thôi. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm diện tích của x1. Diện tích x1 thì x1 là cái hình phẳng giới hạn bởi cái đường cong y bằng e mũ x trục hoành và x bằng 0 và ngay chỗ này là x bằng k. Như vậy chúng ta sẽ có tích phân từ 0 cho đến k của là chỉ tuyệt đối của e mũ x dx, mà chỉ tuyệt đối của e mũ x thì cũng bằng là e mũ x thôi. Đúng không? Đấy. Như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ có được là cái x1 này là tích phân. Thì lúc này chúng ta có thể tính ra luôn, đó là e mũ x lấy nguyên hàm đơn giản thành là e mũ x cần chạy từ 0 đến k, lấy k thế vào thành là e mũ k, lấy 0 thế vào thành là e mũ 0 thì là 1 trừ cho 1. Rồi, x2 thì chúng ta sẽ có được là tích phân chạy từ k, ở đây là k, cho đến là log log ba của 4 cũng của e mũ x dx luôn. Thì lúc này chúng ta sẽ có là thành e mũ x lấy nguyên hàm thành e mũ x thế vào log log ba e rồi log log ba của 4 thì thành là 4. Em nào không biết thì bấm máy cũng được ha. Rồi k thế vào đây thành là trừ cho e mũ k. Rồi theo đề bài thì chúng ta sẽ có được là x1 sẽ bằng 2 lần x2. Như vậy chúng ta sẽ có được đây là e mũ k trừ cho 1 và bằng là đây là 8 trừ cho là đây là lấy 2 nhân vào đây, 2 nhân cho 4 là 8 và 2 nhân vào đây là trừ 2 e mũ k. Rồi chúng ta sẽ chuyển vế qua này trở thành là 3 e mũ k, này chuyển qua thành là 9. Như vậy là e mũ k của chúng ta sẽ bằng 3. Đúng không nào? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có được là k sẽ bằng là log log ba của 3. Chúng ta giải phương trình mẫu. Đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ có được là đáp án D. Hoặc là nếu chúng ta không muốn đi tính giống như thế này thì chúng ta cũng có thể là ngay từ đây chúng ta không cần đi tính chỗ này. Mà chúng ta có x1 lần này, x2 lần này thì chúng ta sẽ cho x1 bằng 2 lần của x2 chuyển hết về một vế. Như vậy chúng ta sẽ có nhập này trừ cho 2 lần của thằng này. Rồi chúng ta sẽ thế từng cái k của đáp án vào. Cái nào ra được bằng 0 chúng ta sẽ chọn đáp án đó thôi. Thì nó sẽ nhanh hơn, tức là chúng ta sẽ áp dụng kết hợp với máy tính. Còn nếu không chúng ta sẽ giải như thế này cũng được bình thường. Vậy chúng ta giải quyết xong câu 69. Rồi, giải cho mình thêm câu 70. Câu 70 thì chúng ta sẽ, rồi em nhìn thấy đọc cái bài này nè, chúng ta sẽ áp dụng công thức nào nè.
Đây là khi đi tính thể tích, nhưng mà là áp dụng công thức nào, công thức 1 hay là công thức 2? Đây em nhìn thấy là tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x bằng 1 và x bằng 3. Đây hai mặt phẳng vuông góc với trục oxy của chúng ta, đó là x bằng 1 và x bằng 3. Rồi, và biết rằng khi cắt vật thể bởi một cái mặt phẳng vuông góc với trục oxy tại điểm của hoành độ x, đây thì thiết diện là một cái hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 3x và căn của là x bình trừ cho là 2. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng công thức thứ hai, công thức thứ nhất đúng không? Công thức thứ nhất tức là đây là chúng ta sẽ là lấy tích phân từ A đến B của SX DX, với SX là diện tích của phần thiết diện, mà thiết diện chúng ta ở đây là hình gì? Hình chữ nhật, hình chữ nhật. Do đó chúng ta sẽ có được là diện tích là lấy dài nhân rộng thôi, lấy hai này nhân lại với nhau ra được SX, gáp vào công thức là xong. Được nào? Rồi. Diện tích của thiết diện chúng ta là SX sẽ bằng lấy hai này nhân lại nhau dài nhân rộng. Rồi, thể tích của vật thể cần tìm đó là ở đây chúng ta không có bi nha. Công thức thứ nhất là chỉ là tích phân chạy từ A cho đến B của SX DX thôi. Còn công thức bi là công thức thứ hai. Đúng không nào? Như vậy hôm nay chúng ta sẽ có được là tích phân chạy từ 1 cho đến 3 của là thì SX lần này thấy ra DX. Rồi, các em sẽ vào bấm máy và chúng ta sẽ ra được cái kết quả là 124 phần 3. Đúng không nào? Nếu nó ra không phải là đúng các phần số này luôn, là 7 thì cứ việc trừ cho các cái đáp án, còn cái đáp án nào đúng rồi thôi. Được rồi, thầy giải cho các em thêm câu 71 nữa ha. Câu 71 là về một cái bài về elip. Các em muốn giải được câu này thì các em phải nhớ được cái công thức, cái phương trình đường elip mà các em học ở cuối năm lớp 10 đó ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái elip. Rồi, các em đọc đề đi ha. Rồi, sẽ là phụ lập vào mặt bên kia. Rồi, các em vào lại đọc đề ha. Rồi, thầy nói sơ về, thầy nói lại cái đề. Các em đọc cái đề và suy nghĩ ha. Rồi, ở đây người ta sẽ có một cái hình elip ở đây, một cái miếng đất hình elip, và người ta chỉ trồng cỏ, đúng không? Người ta sẽ trồng cỏ, trồng hoa, người ta sẽ trồng hoa chứ không phải là trồng cỏ, đúng không? Người ta sẽ trồng hoa trên cái miếng đất này, trên cái phần này, cái phần là 8 mét này nè, dài số cái phần này, ta sẽ trồng hoa ở đây như thế nào. Thì lúc này một cái mét vuông mà người ta trồng á là sẽ là 100.000 đồng trên một mét vuông. Như vậy bây giờ chúng ta phải đi tính cái phần diện tích này nè, chúng ta muốn biết được là chúng ta phải trả bao nhiêu tiền thì chúng ta phải là đi tính cái phần diện tích. Phần diện tích ở đây, dòng dòng đây, đây phần diện tích ở đây, phần diện tích này chúng ta tính coi phần diện tích này là bao nhiêu, thì lấy nó nhân cho 100.000 thì chúng ta sẽ ra được cái phần chi phí mà chúng ta phải trả thôi, đúng chưa? Rồi, ở đây chúng ta phải dựng cái hai trục vào đây, đây là vẽ cho em đây, chúng ta sẽ dựng vào đây. Như vậy thì lúc này cái đề người ta cho rồi, đó là cái độ dài trục lớn. Độ dài trục lớn ở nào? Trong elip nha. Trong elip nó sẽ có độ dài trục lớn, tức là từ đây cho đến đây, nguyên thằng này, nó chính là độ dài trục lớn. Và người ta ghi nó là 2A nha. 2A thì bằng với là 16. Như vậy thì từ đây cho đến đây nó là 1A. Như vậy là nó sẽ bằng là 8. Rồi độ dài trục bé, độ dài trục bé là từ đây đến đây, từ đây đến đây là độ dài trục bé. Độ dài trục bé thì là 2B và người ta sẽ cho mình đó là 10. Độ dài trục bé là từ đây đến đây đó là 2B. Thì lúc này B chúng ta sẽ bằng 5. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ đi tới viết phương trình đường elip. Rồi các em nhìn vào đây, tại sao chúng ta phải viết phương trình đường elip? Thì bây giờ thầy muốn tính cái phần là diện tích phần này, thì chúng ta sẽ bằng 2 lần, thì bỏ cái phần dưới đi, thì tính phần trên thôi. Tính phần trên thôi thì có phải là bằng 2 lần của cái phần này không? Đúng không nào? Thì cái phần này tại vì nó đối xứng mà, do đó phần này với phần này nó bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ tính cái phần phía trên này. Mà cái phần phía trên này có phải là cái diện tích của cái hình phẳng giới hạn bởi cái đường đây, cái đường này nè. Đường này là đường là y sẽ bằng fx. Được không nào? Trục hoành của chúng ta. Và ở đây là x bằng a, x bằng b.
ở đây là 8 thì chia nó ra làm 2 thì chỗ này nó chính là trừ 4 và chỗ này nó chính là 4, được không nào? Như vậy đó chúng ta sẽ có được là tích phân chạy từ trừ 4 cho đến 4 của cái thằng fx dx, đó là xong, không cần chuyển đổi luôn tại vì nó nằm ở phía trên trục vành, được chưa nào? Như vậy thì chúng ta đi tính cái tích phân đó nhân 2 lên nó ra được cái phần này rồi, do đó thầy chỉ cần đi biết được cái y bằng fx này bằng bao nhiêu, mà thằng này nó chính là cái phương trình của đường elip luôn rồi, đó nè. Do đó chúng ta sẽ viết cái phương trình đường elip rồi là thằng giải nha. Rồi độ dài trục lớn, nhớ độ dài trục lớn là 2a thì sẽ bằng 16, do đó a bằng 8. Độ dài trục bé là 2b bằng 10, do đó là b sẽ bằng là 5. Rồi chúng ta sẽ viết phương trình đường elip. Phương trình đường elip thì chúng ta sẽ có được là x, phương trình đường elip nha, x bình chia cho là a bình cộng cho y bình chia cho b bình thì nó sẽ bằng là bằng 1. Đây là phương trình đường elip với a.